Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, khi mà thế giới căng mình đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta không quên tôn vinh một nửa thế giới như ngày hôm nay, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, những người đã có nhiều sự đóng góp hy sinh trong việc xây dựng tổ ấm gia đình và xã hội. Trong những thời khắc đặc biệt, chúng tôi muốn tri ân những người nữ chiến sĩ trên mặt trận chống COVID-19. Một trong số đó là nhóm các nhà khoa học nữ của Phòng Thí nghiệm Cúm Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, với những đóng góp xuất sắc trong công tác nghiên cứu tham gia khống chế các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, trong đó có dịch COVID-19 vừa qua. Các chị vừa được xét tặng giải thưởng Kovalevskaya. Đây là giải thưởng thường niên dành tặng cho những tập thể, cá nhân nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Với chị Nguyễn Phương Anh, từ ngày vào công tác tại Trung tâm Cúm Quốc gia, Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2 tháng nay là quãng thời gian chị và đồng nghiệp phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần để góp phần phục vụ công tác phát hiện, phòng chống dịch COVID-19. Cũng từ đó tới nay, chị không có nhiều thời gian ở cạnh gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ. Tết, tôi vẫn đi làm như bình thường và mọi người nói với đùa với nhau là ở cơ quan còn nhiều hơn ở nhà. Em bé ngủ rồi thì mẹ vẫn chưa về mà mẹ đi làm thì em bé cũng chưa dậy. Nên là thực ra cũng rất là nhớ con. Sự hỗ trợ của ông bà hai bên của gia đình là cái niềm động viên rất là lớn đối với chúng tôi tại thời điểm này. Suốt từ khi có dịch COVID-19, chị Phương Anh cùng các đồng nghiệp chạy đua với thời gian, vắt kiệt sức để vừa đưa ra kết quả xét nghiệm COVID cho các bệnh nhân nhanh nhất, vừa thực hiện nuôi cấy, phân lập virus gây bệnh này để phục vụ quá trình nghiên cứu điều trị cho bệnh nhân. Cả phòng có 11 người, thì 9 người là nữ giới, có gia đình, có con nhỏ nên sự vất vả khó khăn càng nhân lên. Đặc biệt, công việc cận lâm sàng cũng không kém phần nguy hiểm khi các chị phải trực tiếp đối mặt với nguồn lây bệnh. Đầu tiên thì ai cũng thế thôi, mọi người đều cũng rất là lo lắng khi mà có những cái bệnh dịch thì mọi người cũng sợ là có những khi mình tiếp xúc với cả những cái tác nhân gây bệnh thì sẽ nguy hiểm. Thế nhưng mà mình về thì mình cũng sẽ phải có những cái trao đổi rồi là có những cái truyền thông để tác động lại để mọi người hiểu những cái vấn đề đấy hơn. Và mọi người cũng hiểu được là khi mà mình vào làm những cái tác nhân đấy thì mình sẽ được trang bị như thế nào. Thì để cho cả nhà rồi là gia đình thì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị dục dịch, chuẩn bị về quê, chuẩn bị sắm sửa nhà cửa cho năm mới. Thì chúng mình ngày hôm đấy là ngày 29 Tết là chúng mình đã phải làm xuyên đêm ngày hôm đấy. Tức là mọi người phải cảm giác cái cảm giác chúng mình là đi về nhà trong rạng sáng ngày 30 rồi ngày mùng 2 Tết nữa. Chúng mình có nhiều người còn đang mặc đồ ở nhà, vừa phải cúng xong mâm cơm ngày sáng mùng 2 Tết lại phi đến cơ quan để làm việc. Cái cảm giác mọi người gặp nhau lúc bấy giờ là mọi người quên mất rằng là phải nói với nhau câu là chúc mừng năm mới. Mọi người sẽ hỏi ngay là hôm nay bao nhiêu mẫu, mẫu hôm nay về có nhiều không, có ca nào dương tính chưa. Không có Tết trọn vẹn bên gia đình, không còn khái niệm thứ bảy hay chủ nhật. Mong muốn duy nhất của các chị là giúp việc điều trị cho bệnh nhân, việc cách ly khoanh vùng hiệu quả hơn, sớm phân lập được virus để phục vụ quá trình nghiên cứu vaccine. Và kết quả đạt được là đến nay, nhóm đã xét nghiệm hơn 1.000 mẫu bệnh phẩm liên quan tới COVID-19 từ 28 tỉnh thành phía Bắc gửi về. Đặc biệt, niềm vui vỡ òa khi ngày 7 tháng 2, cả nhóm đã bắt được virus SARS-CoV-2. Công việc thầm lặng, ít người biết đến nhưng đã mang tới những dữ liệu quý giúp việc nghiên cứu các liệu pháp điều trị, phát triển sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu và sản xuất vaccine trong tương lai, đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này. Sau khi giải trình tự gen ra và đúng rồi, đúng virus đấy rồi thì tất cả mọi người mới bắt đầu cảm thấy là nỗi nói là cái thành quả cho một cái sự phấn đấu miệt mài, cố gắng của mọi người trong suốt cả một thời gian đã được đền đáp lại một cách xứng đáng. Thì lúc đấy là chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và không có gì. Đối với một nhà khoa học nghiên cứu như chúng tôi thì không có cái gì có thể hạnh phúc bằng là khi đã phân lập được thành công được virus. Thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, hàng nghìn trường hợp cũng từ nước ngoài và cả vùng dịch về nước. Vì vậy, công việc của các nữ nhà khoa học tại Trung tâm Cúm càng vất vả hơn. Nhưng với các chị, trách nhiệm với công việc, với cộng đồng là nguồn động lực để vượt qua khó khăn. Mình đã chấp nhận là mình sẽ có rất là nhiều gọi là nguy cơ, là nhiều rủi ro khi mà mình làm lĩnh vực này. Nhưng mà một khi mà mình đã có hiểu biết, một khi mà mình đã có cái sự thương lượng với chính bản thân mình rằng là mình đã chọn con đường này, chọn nghề nghiệp này
thì nghề nào cũng sẽ có những cái khó khăn rất là nhất định. Khi mà mình đã có thể xác định được như thế thì mình cái tâm thế của mình nó sẽ khác, và khi mà mình trải qua những cơn vụ dịch thì mình sẽ cũng tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức hơn, và mình sẽ cảm thấy là thêm yêu nghề hơn chứ không hề cảm thấy sợ nghề. Trước đó, phòng thí nghiệm cúm đã tích cực tham gia nghiên cứu phát triển vaccine phòng chống cúm và kiểm soát sự kháng thuốc của các virus cúm, phát triển các phương pháp nghiên cứu toàn diện, đánh giá vai trò của virus cúm trong nhóm bệnh viêm đường hô hấp, v.v. Với những thành quả này, các chị đã vinh dự được nhận giải thưởng Kovaleskaya. Đây là món quà lớn trong ngày 8 tháng 3, giúp các chị có thêm động lực tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.